Đối với tỉnh Thái Nguyên, na dai được coi là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện Võ Nhai. Na được trồng nhiều ở xã Lai Hiên, Phú Thượng. Tại đây có địa hình đất sỏi cơm phù hợp với trồng và phát triển cây na. Na ở đây được bà con nông dân trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên có vị thơm, ngọt nhẹ, múi trắng, vỏ mỏng, ít hạt. Trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn 10.000 tấn, mang về doanh thu từ 200 đến 300 triệu đồng trên 1 hectare. Đây cũng là cây trồng được địa phương tập trung phát triển giúp nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân chính là cốt lõi của chương trình xây dựng mới. Trong đó thì phát triển cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, đây là cái trọng tâm của chương trình. Đối với Võ Nhai thì cây na được xác định là cây đặc hữu, nó là cái sản phẩm đặc trưng của Võ Nhai. Chỉ có phát triển những cái vùng cây ăn quả mà nó mang tính đặc hữu như vậy thì nó mới giúp cho bà con tăng thêm thu nhập. Và đây là cái vấn đề mà xây dựng nông thôn mới rất là quan tâm. Hiện nay, để na cho chất lượng tốt, người dân đã biết áp dụng kỹ thuật tỉa cành tạo tán, đặc biệt là phương pháp ép cho na ra quả từ thân cây. Áp dụng kỹ thuật này giúp na cho quả tròn đều, trọng lượng quả lớn hơn so với quả ở đầu cành, nhánh, thời gian thu hoạch vì thế mà được rút ngắn hơn. Na có thể cho quả giải vụ. Do nó mọc ở trên cái thân chính, thành ra cái lượng dinh dưỡng của quả na nhận được so với cả na ở cái đầu cành thì là nó nhận được dinh dưỡng tốt hơn. Thành ra cái thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn so với quả na ở đầu cành. Ví dụ như quả na đầu cành độ khoảng ngoài 100 ngày thì nó chín, thì những quả na này nó chỉ khoảng chừng 98 đến 100 ngày là đã được cắt bán rồi. Nhà nông nếu mà tận dụng được cái cách làm này thì sẽ cho thêm thu nhập, bởi vì là ngoài cái vụ chính ra là cái vụ na này làm thêm nó cũng có thể kéo dài từ 25 đến 30 ngày, tức là mình tự nhiên là không thành hai vụ nhưng nó thành hơn một vụ rưỡi, thành ra là nó tăng thêm cái thu nhập cho người dân rất tốt. Sau khi thu hoạch vụ chính thì trên những thân cây sẽ mọc ra các chồi mới. Từ chính trên các cành non này sẽ tiếp tục ra hoa, người trồng sẽ lựa chọn bông hoa to, khỏe để thụ phấn, tiếp tục cho na ra trái vụ. Cây na này là cái mùa hoa thì là cái đặc tính sinh sản của những cái chồi rất tốt. Thành ra sau khi thụ vụ chính là chúng tôi lợi dụng những cái cành ở trong thân như này, chúng tôi cắt và tỉa lá đi. Thì sau khoảng 22 đến 25, 26 ngày thì bắt đầu có những cái chồi, những cái búp, những nụ hoa mới. Thì lúc đó chúng tôi bắt đầu thụ. Thì những cái quả thụ sau này gọi là quả na muộn hoặc là quả na trong thân. Cái đặc tính là mùa cái vụ nó muộn lên quả na trong thân là phải bọc ni lông để chống những con ruồi vàng nó đẻ trứng về sau nó nở thành giòi trong quả na. Nếu mà ta thụ phấn thì lưu ý ở những cái cành ở khu ngã ba hoặc là ngã tư là cùng, thì những cái cành như thế là cái dinh dưỡng của quả nhận được sau này sẽ là tốt nhất. Nếu như và tốt nhất là một cái cành đó ta chỉ để cùng lắm là hai quả. Không thì thông thường để một quả thì nó sẽ được quả to. Chứ còn nếu mà để càng nhiều quả thì nó quả càng bé. Nếu mà na giải vụ thì ta nên chọn những cái ở dọc thân cành này, chẳng hạn như ở quả này. Sau khi na ra trái lớn bằng cái chén thì có thể bọc trái bằng ni lông để tránh ruồi vàng hoặc côn trùng tấn công. Quả na mọc ra từ thân cây được che chắn bởi lá phía trên, không còn bị rám nắng, sương nên mã luôn sáng đẹp. Thời điểm quả na sinh trưởng không còn nắng gắt nên lớn nhanh, tốn ít chi phí chăm sóc. Quả na được nuôi từ thân tiếp nhận được nhiều dinh dưỡng nên trái to. Đây là phương pháp cho na ra quả trái vụ giúp nâng cao thu nhập cho người trồng.